Brazil sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Rivaldo. Marcelo. Neymar. Thiago Silva. Rivaldo. Và đây là pha tấn công của các vũ công Samba. Anh ta đã bắt được bóng. Thật không thể tin được, anh ta đã bắt được bóng. Raúl Ruiz Díaz. Cần phải tắt ngay. Để bật cứu được bạn vừa trông thấy. Để bật cứu được bạn vừa trông thấy. Để bật cứu được bạn vừa. Rất trống trải. Thật nguy hiểm. Ôi, bóng đá được giữ lại. Họ nên tập trung ngay bây giờ trước quả đá phạt. Luis Advíncula. Defensor phạt phạt. Đường chuyền quá thông minh. Có cơ hội ngay bây giờ. Tuyệt vời. Phạt góc cho Brazil. Pha đá phạt thành công. Cơ hội phản công. Các bóng vào đi. Neymar. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Cản bóng chính xác. Vậy mà ông người nói bóng đá ngày nay không còn hậu vệ hay nữa. Giờ cho những nỗ lực của hai đội. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Và hiệp một của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp hai đã bắt đầu với quyền kiểm soát từ đội tuyển Peru. Khuôn mặt rất căng thẳng. Đây chắc chắn là một cơ hội mà không ai muốn bỏ qua. Peru đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Anh ấy đã cướp được bóng. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Peru. Sút. Ghi bàn là mục tiêu hàng đầu của họ. Họ đang rất muốn vươn lên dẫn trước. Marcelo. Rất nhanh. Và ngăn chặn tuyệt vời. Một pha
chọn được bóng dứt kỹ thuật của thủ môn. Đá phạt cho Brazil. Thiago Silva. Thật tuyệt khi sút. Wow. Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Và Brazil đang là đội dẫn trước. Luis Advíncula. Jefferson Farfán. Nguy hiểm. Sút phạt góc cho Peru. Vâng, huấn luyện viên quyết định sẽ đưa anh chàng này ra khỏi sân vì màn trình diễn yếu kém của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Khu trình diễn cần một cầu thủ sáng tạo hơn. Anh có thể sút. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Luis Díaz. Những đội bóng nhỏ luôn thiếu một thể khắc gây bất ngờ. Đúng thế, họ đã có tinh thần thi đấu rất cao trong trận đấu này. Họ sẽ không từ bỏ dù chỉ là những hy vọng nhỏ nhất. Bàn thắng xứng đáng với những nỗ lực của họ. Ngay lập tức đã có bàn thắng trên bàn tỷ số 1-0. Sóng gió đã nổi lên. Quyết định rồi, chắc chắn là đã có quyết định. Và đó chính là một trong những quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Kaka. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút giờ nữa. Có cơ hội ngay bây giờ. Chúng còn. Một pha phóng an toàn.